mồ hôi nó rơi trúng vào cái nút tắt luôn. Anh em chịu khó coi tiếp cái clip này nha. Cái mồ hôi nó rơi trúng vào cái nút vuông vuông là nút tắt của cái video luôn. Cái cặp họng này thì nó như vậy anh em. Nó có cái đây. Anh em nhìn là cái lỗ này, cái lỗ để kèn vào này. Nó làm rất chất lượng luôn anh em. Đó kèn cái hơi nó sẽ thổi từ đây vào này. Đó, là cái hậu ống này là ống trong ống anh em nhé. Bên trong nó có cái ống ở bên ngoài mới là ống này. Cho nên tiếng của nó cực kỳ hay luôn anh em. Onkyo HM300MK2. Anh em thấy cái công nghệ đúc của nó này. Đó, họng kèn rất là dày dặn và rất đẹp luôn. Rồi, đôi họng này là 14 triệu 500 anh em. Kế đến là cái họng này thì tiếng trung âm cực kỳ hay luôn mà nó lại không bị mất chép anh em nhé. Anh em mình có củ giải rộng như là LE85 này nọ là mình chơi rất hay nè. Cả họng này là của Koran. Rất là hiếm. Koran thì nó có AH500, AH502 là nó nhiều hàng nhưng mà AH501 này rất là ít hàng. Tại vì AH501 này là cái họng đẹp nhất trong cái dòng AH. Cái chiều ngang của họng này nó 60 thôi. Thằng AH501 thì AH500 thì nó chiều ngang nó tới 75 thì nó hơi bị quá rộng. Em vẫn còn một cái họng AH501 nó cực đẹp còn nguyên thùng luôn giá 18 triệu. Họng AH500 chứ. Còn cái cặp họng AH501 này á thì cực kỳ VIP luôn. Nó là đối thủ chính của cái họng 2345 này, nó ở cái tầm trên anh em nhé. Trọng lượng của nó phải gấp đôi, gần gấp đôi cái họng 2345 của JBL. Giá của nó 14 triệu 500 anh em nhé. Anh em mình có thể tìm hiểu thêm theo cái thông số của nó là Koran AH501 anh em nhé. Chiều ngang qua là 60 rất là đẹp luôn. Mà họng kèn thiết kế rất đẹp và dày dặn luôn. Đặc biệt nó có cái lớp chống ồn anh em. Lớp chống ồn của nó này còn nguyên si nguyên bản luôn anh em nhé. Lớp chống ồn của nó đây. Cho nên tiếng của nó cực kỳ ấm. Nhưng mà đặc biệt cái thiết kế của kèn họng xuyên tâm này nó lại không làm mất chép anh em. Cho nên là nó vẫn ra được tiếng trung kèn khò khè nhưng mà đồng thời tiếng chép rất là sáng. Cái họng này rất là hay luôn anh em, thấy rất là hiếm tại vì ít người bên Nhật người ta bán đi lắm. Cái họng 501, 502 với lại họng 500 thì mình dễ thấy còn họng 501 là không có anh em nhé. Giá là 14 triệu 500. Kế đến là cái họng của Fostech, cái này thì em chưa có lau anh em. Cái này nó mấy cái mốc này này, mình phải lấy cái RP7 mình lau đi. Thì cái này em chưa có lau em lấy em quay luôn. Cái họng này là họng họng Fostech anh em nhé. Họng này thì tiếng khò khè cực kỳ khò khè luôn. Fostech thì đương nhiên là họng rất là đắt tiền rồi. Họng Fostech thì nó làm toàn họng đẹp thôi và rất là đắt tiền và rất là chất lượng anh em nhé. Họng Fostech đây nó có mã đây H350 anh em nhé. H350 cực kỳ đẹp luôn anh em. Cái họng này thì nó gắn củ gì cũng được, nó khoan lỗ sẵn rồi. Zin của nó là nó khoan lỗ sẵn luôn, gắn được LE85, gắn được Autech, là gắn được các cái củ thông dụng là gắn được hết anh em. Hai ốc, ba ốc, bốn ốc gắn được hết, kể cả những cái củ của thằng thằng này gắn bốn ốc này, lắp qua được luôn. Đó. Những cái củ của Onkyo này lắp qua được luôn. Fostech nha anh em. Họng này trước em có một cặp nguyên cả củ cả họng thì em bán rồi, bây giờ đợt này về được cái họng thôi. Em cũng cầm một cái củ Fostech á. Củ Fostech rồi. Thì anh em là muốn ghép thành một bộ thì báo em. Cái họng này, cặp họng này giá 14 triệu 500 anh em nhé. Fostech thì họng cực đẹp rồi anh em. Rất là chất lượng luôn. Fostech thì họng nó đẳng cấp rồi đó. Tiếng thì siêu hay rồi đó anh em. Cái này anh em nhìn đừng có ngại nhé. Cái này em lau cái là nó như cái bên đây luôn này nha. Cái mấy cái mốc trắng trắng này lau dùng RP7 lau là nó sẽ thành cái màu này luôn này. Thành cái màu zin của nó luôn. Tại mấy cái đó giống như là mốc trắng ăn là thôi anh em. Để tồn kho lâu ngày đó anh em, người ta không có sử dụng cái cần mốc á, mấy cái con nấm mốc nó ăn nó trắng ra thôi. Rồi đây cái họng này mới khủng khiếp anh em. Họng này nó kiểu như cái họng của cũng của Masonic anh em. Nhưng mà họng của Victor anh em nhé. Họng Victor thì có đôi kia 13 triệu. Đôi đó là họng 4 lỗ anh em. Những cái đôi đây là họng 4 lỗ hết. Đó, Victor này nó to hơn thằng Onkyo này. Onkyo thì 14 triệu 500. 4 lỗ. Nhưng mà anh em thấy cái họng này. Họng này 5 lỗ mà nó làm rất đẹp luôn anh em nhé. 5 lỗ nhưng mà nó cực kỳ đẹp luôn. Họng này giá 16 triệu rưỡi anh em nhé. Họng này nó thuộc dòng cao cấp của Victor anh em. Anh em nhìn nè. Đó, nó đúc một phát nguyên khối luôn anh em. Nó đúc nguyên khối ra nguyên cái này luôn, thổi một phát một mà nhôm là ra bằng ra cái họng này luôn đó anh em. Công nghệ cực kỳ cao mà anh em thấy cái độ dày không?
Cái này anh em mình xài chung kèn hoặc như mấy cái củ mà giải rộng là cực kỳ hay luôn. Anh em nhìn cái nước sơn đó nè. Đó, tiếng nó sẽ rất là ấm anh em nhá. Đôi này 16 triệu 500. 16 triệu 500 rất đẹp. Họng Victor cực kỳ hiếm. Họng Victor 5 lỗ. Em nghĩ Việt Nam có đôi duy nhất thôi. Anh em nào thấy ở đâu có thì PM cho em. Hoặc là nhắn tin trên cái clip này. Em thấy Việt Nam này, Việt Nam mình có một đôi duy nhất đôi đó. Có đôi này. Đôi này. Những cái đôi họng đẹp. Đương nhiên là những cái đôi họng này khi mà một khi mà bên kia nó có hàng phát là rất nhiều anh em người ta bu vô người ta giật anh em nhé. Chứ không phải đơn giản mình mua được. Thì đương nhiên là mình phải trả giá cao mình mới mua được anh em. Như mấy cái họng phổ thông này bây giờ giá nó cũng rất cao rồi. Rồi đây cái đôi họng này, họng VIP, họng khủng của Fostex này anh em. Nó có mã là H. Thằng này là H350, còn thằng này là H351 anh em nhé. Anh em nhìn cái họng dày khủng khiếp luôn. Mà rất là đẹp anh em nhé, thiết kế của nó. Ở giữa nó có ba cái cây trống nối, nó là họng xuyên tâm mà rất là dày dặn luôn. À, cái chiều rộng của cái họng nó khoảng chừng 55 cm anh em nhé, 55 cm. Nó được đi kết hợp với lại cái họng này rất là đẹp anh em nhé. Để em đặt lên cho anh em mình xem. Nó đi với lại cái co nối là Fostex H251 anh em nhé. Đây, H251. Họng rất là đẹp luôn. Còn cái họng này là H351 anh em nhé. Nó đi với cái con nối đó mà nó có ba cái xương sống lên nè. Đó. Họng này giá là 17 triệu anh em nhé. Họng này là họng cao cấp. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, đôi họng H351 này. 351 với lại cái adapter để gắn củ kèn kia là adapter Fostex H21 anh em nhé. Rất là đẹp, đôi này giá 17 triệu. Còn cái đôi tán âm với lại kia là 9 triệu rưỡi. Rồi, ở đây là những cái họng kèn mà em sưu tập được để gắn cho củ 1 inch. Các cái củ kèn là cỡ nhỏ. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với em theo điện thoại Zalo 0977885088 gặp Nam anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video. Anh em nào có nhu cầu mà chụp kỹ của từng cặp đó thì nhắn Zalo riêng, em chụp riêng kỹ từng góc cho anh em mình xem để tham khảo cho nó dễ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em.